Tôi đang xin về buổi họp phụ huynh lên Facebook. Đang rất là xin chào chị Thiêu nha. Xin chào tất cả các bạn. Mới đây, dư luận mạng dậy sóng trước tin đồn rằng một phụ huynh bị công an xã mời làm việc vì vi phạm luật an ninh mạng sau khi đăng tin về buổi họp phụ huynh lên Facebook cá nhân. Cụ thể, khoảng 15 giờ 45 phút ngày 15 tháng 9 2018, bà Lê Thị Mai sống ở huyện Thường Xuân, Thanh Hóa đã viết bài về buổi họp phụ huynh mà mình mới dự vừa đăng lên Facebook cá nhân. Mai cho biết trường mầm non nơi con bà theo học đã hỏi ý kiến của các phụ huynh về việc mua TV mới để phục vụ giảng dạy. Nhà trường đề nghị mua TV Panasonic 43 inch trị giá 9 triệu, trong đó nhà trường trả một nửa, còn mỗi phụ huynh đóng góp 220.000 Việt Nam đồng. Đáp lại, một phụ huynh chuyên bán TV nói ông sẽ giúp nhà trường mua TV 43 inch với giá 6 triệu đồng. Theo đó, trường chỉ phải trả 3 triệu đồng, còn mỗi phụ huynh chỉ phải góp 110.000 Việt Nam đồng. Tuy nhiên, cô hiệu trưởng nói, nếu phụ huynh chọn phương án này thì họ phải tự trả tiền mua TV, nhà trường không hỗ trợ, đồng thời học sinh sẽ bị cắt tiền mua quà lưu niệm cuối năm. Trước đó, bà Lê Thị Mai và chồng là ông Lê Hữu Vinh đã đăng nhiều bài mở có nội dung chống đảng, chống nhà nước đến trang Facebook cá nhân. Vì vậy, ngày 18 tháng 9 2018, công an xã Thọ Thành, huyện Thường Xuân đã mời họ lên để trao đổi về những nội dung đó. Theo giấy mời, thì buổi làm việc sẽ xoay quanh một số nội dung liên quan đến an ninh mạng, an ninh thông tin. Sau khi nhận giấy mời, bà Lê Thị Mai đã có mặt tại buổi làm việc với công an xã vào lúc 8 giờ sáng ngày 19 tháng 9, trong khi ông Lê Hữu Vinh vắng mặt. Trong buổi họp, công an chỉ trao đổi với bà Mai về các bài viết có nội dung chống đảng, chống nhà nước, bao gồm một bài xe từ Nick Bin Nguyễn, chứ không đề cập đến bài viết về buổi họp phụ huynh. Trong khi đó, do không biết việc này, ông Lê Hữu Minh đã viết trên Facebook cá nhân rằng bà Mai bị mời làm việc vì vi phạm an ninh mạng, do đã đăng bài viết về buổi họp phụ huynh ở trường mầm non. Minh cũng đưa tin rằng bà hiệu trưởng trường này là vợ của bí thư huyện. Các tổ chức và cá nhân chống đối đã nhanh chóng đăng lại bài viết của Lê Hữu Vinh để tuyên truyền rằng bà Mai đã bị công an mời làm việc vì bà chống tiêu cực trong giáo dục và rằng công an đã áp dụng luật an ninh mạng khi luật chưa có hiệu lực. Ngay lập tức, nhóm Hết Gen Z đã dùng bài này cho chiến dịch chống luật an ninh mạng của mình. Trong khi đó, phóng viên Người Lao Động vớ được thông tin này cũng nhảy vào giật tít, đăng thông tin họp phụ huynh đầu năm lên Facebook bị công an mời làm việc, càng tạo làn sóng phẫn nộ trên mạng xã hội. Trước tình hình này, nhiều tờ báo chính thống nhanh chóng vào cuộc tìm hiểu vụ việc, đã đính chính luồng thông tin trên rằng công an chỉ trao đổi với bà Mai về những bài viết chống đối đảng, nhà nước, chứ không đề cập đến bài viết của bà về buổi họp phụ huynh. Báo Người Lao Động đã sửa lại tin này sau bài đấy. Khi trả lời phỏng vấn BBC tiếng Việt vào ngày 20 tháng 9, Lê Thị Mai cũng xác nhận chuyện này. Tuy nhiên, xem ra các bài viết rằng Lê Thị Mai bị công an mời làm việc vì vi phạm luật an ninh mạng do đưa tin về buổi họp phụ huynh vẫn lan truyền trên mạng do giới chống cộng, dân chủ luyến tiếc cơ hội vàng không đúng như họ mong muốn, luyến tiếc cho cơ hội phản kích luật an ninh mạng. Vụ việc này cho thấy giới báo chí cả chính thống lẫn phi chính thống đang sẵn sàng khai thác các thông tin giả hình thành từ sự nhầm lẫn của người chống cuộc. Vì vậy, bạn đọc và các cơ quan công quyền nên thận trọng, bình tĩnh trước những bất kỳ tin sốc nào, đừng vội tiếp tay phát tán các tin tức giả vào xã hội.